Đây là lý do vì sao bạn không bao giờ nên đi bộ vào rừng. Jessica vừa chuyển đến một căn hộ mới ở gần cánh rừng và mỗi ngày vào buổi sáng hoặc chiều tối, cô ấy sẽ dắt chú chó của mình đi dạo quanh khu vực nhà mình hoặc đi vào trong rừng. Nhưng mỗi khi Jessica cố gắng dắt con chó của cô ấy vào rừng, thì chú chó không bao giờ chịu vào. Nó chỉ luôn đứng ở phía bên ngoài và sủa rất nhiều. Điều này khiến Jessica thực sự rất buồn vì cô ấy chỉ muốn khám phá khu rừng cùng với chú chó của mình. Nhưng con chó của cô ấy quá bướng bỉnh và cô ấy không bao giờ thuyết phục được nó. Vào một ngày nọ, khi cô ấy đang dắt chú chó của mình đi dạo và cố gắng đi vào rừng, thì chú chó bắt đầu sủa liên tục. Lần này Jessica đã cố gắng nhìn rất kỹ để xem nó đang sủa cái gì. Và những gì cô ấy nhìn thấy đã khiến cô ấy quay lại và chạy nhanh nhất có thể. Hãy đăng ký kênh để đón xem phần 2. Đây là lý do tại sao bạn không bao giờ nên đi bộ trong rừng phần 2. Jessica cố gắng dắt chú chó của mình đi dạo nhưng không hiểu sao. Mỗi khi họ đến gần khu rừng, con chó lại không chịu vào và sủa inh ỏi lên. Vì vậy, một ngày nọ Jessica đã cố gắng xem cậu ta đang sủa gì. Và những gì cô ấy nhìn thấy đã khiến cô ấy lạnh cả sống lưng. Ngay sau những cái cây chính là một con sư tử núi to như con trâu đang sẵn sàng vồ lấy cô và con chó ngay khi có cơ hội. Jessica ngay lập tức bắt đầu đi lùi từ từ để trở về căn hộ của mình một cách an toàn. Con chó của cô đã thực sự cứu mạng cô nhiều lần mà cô không hề hay biết. Vì vậy, cô quyết định không bao giờ bước vào khu rừng đó nữa. Nếu những bức vẽ của trẻ em là thật thì chúng sẽ trông như thế nào? Nếu bức vẽ của đứa trẻ này là thật, tôi sẽ cho bạn thấy chính xác nó sẽ như thế nào. Wow, nó trông thực sự khá đáng sợ phải không? Cậu bé này đã quyết định vẽ một chiếc máy kéo và đây là những gì bạn sẽ thấy nếu nó là thật. Bạn sẽ chẳng làm được cái quái gì với nó cả. Tôi biết bạn đang nghĩ rằng đây là cái quái gì vậy. Thực ra nó là một con voi và bạn sẽ không tin được nó sẽ trông như thế nào. Thật sự thì nó cũng khá là dễ thương đấy nhỉ. Đứa trẻ này đã quyết định vẽ ông Donald Trump và tôi sẽ cho bạn thấy ông ấy sẽ giống như thế nào nếu bức vẽ này là thật. Wow, ông ấy trông khá đáng sợ. Cậu bé này đã vẽ một khuôn mặt trên một quả trứng. Và đây là bức ảnh nếu như nó là thật. Nếu những bức vẽ của bọn trẻ là thật thì sao? Nếu bức vẽ này là người thật, tôi sẽ cho bạn thấy nó sẽ trông như thế nào. Wow, trông nó thực sự khá đáng sợ. Chắc chắn bạn không bao giờ muốn nhìn thấy điều này một lần nữa. Cậu bé này đã vẽ một con gà Tây và đây chính xác là hình ảnh nếu nó là thật. Ok, thật đáng sợ. Nó trông giống như một cái gì đó thoát ra từ một cơn ác mộng vậy. Cậu bé này đã vẽ một người nào đó và tôi sắp cho bạn thấy chính xác người đó trông như thế nào nếu là thật. Và đây là những gì bạn sẽ nhìn thấy. Thực sự trông rất đáng sợ đúng không nào? Đứa trẻ này đã vẽ một chiếc ô tô và đây chính xác là nó sẽ trông như thế nào nếu nó là thật. Làm thế nào để có thể lái chiếc xe này trên đường được nhỉ? Những sản phẩm khó chịu nhất từng được thiết kế. Số 1. Ghế ô tô trẻ em này. Để giúp các bậc cha mẹ giữ con của mình yên lặng trên ghế ô tô, một nhà thiết kế đã nảy ra ý tưởng vẽ công chúa Cinderella của Disney lên đó. Điều này có vẻ tốt khi đó là một đứa trẻ ngồi trong đó. Nhưng khi chúng lớn lên, bạn sẽ phải điều chỉnh phần tựa đầu và để làm được điều đó, bạn phải kéo căng cổ của Cinderella. Số 2. Những chiếc hộp khăn giấy của Kleenex này. Tất cả chúng ta đều biết tư thế điển hình của người nhện và ai đó đã quyết định đặt chúng vào một chiếc hộp Kleenex. Nhưng họ đã đặt hình ảnh theo cách trông giống như bạn đang lấy khăn giấy từ mông của người nhện. Số 3. Cây kéo Wonder Woman. Chiếc kéo này có thiết kế đẹp khi chúng được đóng lại. Nhưng khi mở ra, có vẻ như bạn đang tách Wonder Woman ra làm hai. Và cuối cùng, số 4, giải ri băng đỏ. Trong một bệnh viện dành cho trẻ em, họ đã vẽ một con đường được cho là trông giống một giải ri băng màu đỏ. Nhưng thay vào đó, nó trông giống một con đường bị bỏ lại bởi một người nào đó đang kéo một... Những điều mà chỉ 0,1% dân số làm được, dùng lưỡi chạm vào mũi. Vâng, mình không thể làm được. Một số người có thể chỉ nhuyễn một bên lông mày. Mình nghĩ mình cũng không thể làm điều này. Hắt hơi khi mở mắt. Ok, điều đó là không thể. Không ai có thể làm được điều này. Cuối cùng, những người có thể cuộn lưỡi của họ là siêu hiếm. Bạn có phải là một trong số họ? Làm thế nào mà bạn làm được điều này? Trong 60 giây tới, điều này sẽ xảy ra. Khoảng 250 em bé sẽ được sinh ra và thật không may, 108 người sẽ ra đi. Trong số 108 người đó, 2 trong số họ sẽ ra đi do tai nạn xe hơi và 18 người sẽ ra đi do chết đói. Người sáng lập của Amazon Jeff Bezos sẽ kiếm được $150 ngay cả khi anh ta đang ngủ. Có 59 đám cưới sẽ diễn ra. Nút like trên Facebook sẽ được nhấn hơn 28 triệu lần. Sẽ có 3,8 triệu lượt tìm kiếm trên Google. Hơn 400.000 giờ trên Netflix sẽ được xem. Chỉ riêng ở Hoa Kỳ, 2 vụ phạm tội và 18 vụ trộm cắp sẽ được thực hiện. Và cũng chỉ ở Mỹ, hơn 150 động vật sẽ bị xử lý để làm thức ăn. Nhưng nếu tính cả những loài động vật sống dưới nước, thì con số đó sẽ là hơn 100.000. Trên toàn thế giới, 144 người sẽ chuyển nhà và toàn bộ lông trên khắp cơ thể của bạn sẽ dài thêm tổng cộng là 2,7cm. Đây là những ngôi mộ kỳ lạ nhất từng tồn tại. Người mẹ đau lòng này đã quyết định đặt một hộp cát lên trên mộ của đứa con trai nhỏ của mình mới qua đời. Và bây giờ,
hàng ngày anh trai của cậu sẽ đến và chơi xúc cát ở trên đó. Ngôi mộ từ năm 1865 này là của một cậu bé đã qua đời vì một căn bệnh nan y. Cậu ấy đã nói với cha của mình ngay trước lúc cậu ra đi rằng cậu ấy rất sợ bóng tối. Cậu biết rằng sau khi cậu qua đời, người ta sẽ đặt cậu xuống lòng đất và ở đó sẽ không có đèn. Vì vậy, người cha sau đó đã làm một chiếc cửa sổ cho ngôi mộ của cậu. Vào năm 1892, một người mẹ có con gái bị bệnh mới qua đời và bà muốn đảm bảo rằng con gái của mình sẽ không bao giờ đơn độc. Khi còn sống, con gái của bà luôn sợ những cơn bão sấm sét, nên bà đã cho xây một chiếc cầu thang dẫn thẳng xuống ngôi mộ và người mẹ sẽ xuống đó ngồi với con gái mỗi khi có cơn bão và an ủi cô. Những ngôi mộ kỳ lạ nhất trên thế giới. Lăng mộ này nằm tại Argentina. Phía trên mộ là bức tượng của một cặp vợ chồng quay lưng lại với nhau. Người đàn ông đang ngồi trên ghế, còn người đàn bà chỉ có tượng phần thân trên. Chuyện kể rằng người chồng đã qua đời trước, còn người vợ trước khi nhắm mắt xuôi tay đã yêu cầu gia đình tạc tượng bà như vậy để thể hiện mối quan hệ của hai vợ chồng. 30 năm cuối cuộc đời, họ không nói với nhau một lời. Hai ngôi mộ này của một cặp vợ chồng, vợ là một phụ nữ Công giáo, người chồng theo đạo Tin lành. Sau khi họ qua đời, mỗi người được chôn ở hai nghĩa địa khác nhau theo tôn giáo của mình để thể hiện sự gắn kết của hai vợ chồng. Hai cánh tay nắm chặt nhau bằng bê tông đã được xây dựng từ hai ngôi mộ bị ngăn cách bởi bức tường. Đây là ba thứ phổ biến mà bạn không biết mục đích của chúng. Số 1, lỗ tròn trong chiếc bánh donut này. Trước đây rất lâu, rất khó để các cạnh ở giữa được nướng đều nhau. Vì vậy, họ đã nghĩ ra hình dạng này khiến việc nướng bánh dễ dàng hơn rất nhiều. Số 2, dòng kẻ màu đỏ trên trang giấy này. Trước đây, những con chuột thường nhai giấy. Vì vậy, để tránh làm mất bất kỳ thông tin nào, người ta đã bắt đầu để lại những khoảng trống có khả năng xảy ra hư hỏng cao nhất. Và số 3, phần lõm trên quả bóng gôn. Những quả bóng gôn ngày xưa đã từng hoàn toàn trơn nhẵn, nhưng người chơi đã nhận ra rằng những quả bóng bị nứt và chảy xước sẽ bay tốt hơn. Nên vì thế, họ sẽ tiếp tục sử dụng những quả bóng cũ kỹ của mình. Vì vậy, các nhà sản xuất bắt đầu thêm những phần lõm này trên quả bóng gôn để giúp những người chơi được tốt hơn và thúc đẩy họ mua quả mới. Những cách hài hước nhất mà mọi người đã trả thù. Khi máy tính xách tay của Mark bị đánh cắp, anh ấy đã trích xuất camera và tìm thấy một đoạn video đáng xấu hổ về tên trộm đang nhảy múa trước camera. Sau đó, anh ấy đã tải nó lên YouTube khiến nó lan truyền nhanh chóng và tên trộm đã nhìn thấy nó. Vì vậy, tên trộm sau đó đã mang chiếc máy tính xách tay trả lại cho Mark và cầu xin Mark gỡ video xuống, nhưng Mark đã từ chối thẳng thừng. Cô gái này phát hiện ra bạn trai đang lừa dối mình. Cô ấy đã giả vờ không biết gì và yêu cầu anh ta xăm tên của cô cũng như một số hình lên cánh tay của anh để thể hiện rằng anh ta vẫn yêu cô và anh ta đã đồng ý. Nhưng ngay sau đó, cô ấy đã thẳng thừng chia tay anh ta, để lại cho anh ta một vài hình xăm để luôn nhắc nhở về cô ấy. Ghê chưa? Người đàn ông này đã bẻ khớp ngón tay mỗi ngày trong suốt 60 năm và bạn sẽ không tin được điều gì đã xảy ra với anh ấy. Tên anh ấy là Donald và khi lớn lên, bố mẹ anh luôn dặn anh không được bẻ khớp ngón tay vì điều đó có hại cho anh. Nhưng vì đã quá lâu rồi nên hầu như anh ta không có bất kỳ thông tin nào về việc nó có thực sự xấu hay không. Trong suốt 60 năm, anh đã bẻ khớp ngón tay trái mỗi ngày nhưng không bẻ khớp ngón tay phải. Và sau 60 năm, anh ấy giờ đã già và quyết định đi chụp X-ray để xem có sự khác biệt nào không. Sau khi xem phim chụp X-quang, các bác sĩ đã đi đến kết luận rằng không có bất kỳ sự khác biệt nào.